Trong năm 2013, Việt Nam đã đẩy mạnh giao thương với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, dĩ nhiên không thể thiếu Indonesia, quốc gia đã hợp tác với Việt Nam 6 thập kỷ nay. Theo nhận định của ông Tri Surya, lãnh sự của Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất, nông nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục là ba ngành chủ lực trong giao thương của hai nước trong năm 2014. Trong nhiều năm trở lại đây thì Việt Nam và Indonesia đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều phương diện. Và đến năm 2018 thì mục tiêu thương mại giữa Việt Nam và Indonesia là 10 tỷ đô la Mỹ. Vậy theo ông thì những ngành nghề nào sẽ giữ vai trò chủ lực? Việt Nam và Indonesia đã hợp tác trong gần 6 thập kỷ, và xét trong khu vực châu Á thì Việt Nam có quan hệ giao thương lâu nhất của chúng tôi. Theo phân tích của chúng tôi, ngành sản xuất đóng góp nhiều nhất cho giao thương đôi bên. Một ngành khác cũng rất quan trọng đối với thương mại hai nước là nông nghiệp. Những mặt hàng chủ lực là gạo, cà phê, rau củ quả. Quan trọng không kém là ngành thủy sản, hiện đang được các công ty đôi bên tập trung phát triển. Với ba ngành nghề chủ lực này, tôi tin rằng mục tiêu thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 sẽ đạt được. Có rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp hai nước khi hợp tác, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều bất lợi. Vậy theo ông thì những bất lợi lớn nhất đối với các doanh nghiệp Indonesia khi đến Việt Nam là gì? Tôi muốn nói đó là thách thức hơn là bất lợi. Tôi nghĩ ở ngành nghề đầu tư nào thì cũng sẽ gặp thách thức. Và tại Việt Nam đó là tình hình kinh tế chậm tốc và nợ xấu. Dù vậy, Việt Nam thực sự là một môi trường đầu tư an toàn. Về phía doanh nghiệp Indonesia, họ vẫn còn thiếu thông tin và chưa thực sự hiểu rõ thị trường Việt Nam. Do đó họ phải hết sức cẩn trọng khi muốn đầu tư vào đây. Một thách thức khác là các thủ tục rắc rối. Chính điều này ít nhiều làm Việt Nam kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chính sách ưu tiên nhà đầu tư và tình hình chính trị ổn định ở Việt Nam tạo được ấn tượng tốt cho nhà đầu tư. Vậy thì để hạn chế bớt những khó khăn khi đôi bên hợp tác, ông có gợi ý nào cho doanh nghiệp Việt Nam khi làm việc với các đối tác đến từ Indonesia hay không? Kể từ khi lãnh đạo hai nước nâng tầm quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược, tôi nhận thấy doanh nghiệp trong nước và tư nhân đều muốn đẩy mạnh hoạt động giao thương. Tôi hy vọng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tích cực tìm hiểu và quảng bá ở thị trường Indonesia nhiều hơn thông qua các sự kiện như triển lãm, hội chợ thương mại. Lãnh sự quán luôn sẵn sàng hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong các chuyến tìm hiểu thị trường như vậy để đẩy mạnh hợp tác. Chúng ta đã đến năm 2014 và chỉ còn một năm nữa là cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ra đời. Vậy thì ông nghĩ doanh nghiệp hai nước cần phải chuẩn bị những gì để tận dụng hết những lợi ích từ ASEAN? Thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN là nhằm mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước ASEAN hợp tác với nhau. Tuy nhiên, cần phải có sự hòa hợp giữa chính sách chung và chính sách của từng quốc gia. Vì vậy, tôi nghĩ doanh nghiệp hai nước cần chuẩn bị tư thế để đáp ứng và thích nghi với những quy định, tiêu chuẩn chung của khu vực ASEAN, đồng thời tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ của mình để tiếp tục phát triển. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này thì không biết ông có thể chia sẻ một chút về dự định Tết Nguyên Đán của mình ở Việt Nam hay không? Tết Nguyên Đán tôi sẽ ở Việt Nam và tổ chức một vài hoạt động để hòa chung không khí với mọi người. Nhân đây cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả Việt Nam. Happy New Year. Chúc mừng năm mới.